cho lớp 2 hôm sau. Đưa máy ra. Hôm nay mình sẽ giao rồi. Đang chuẩn bị xuất. Kẹp vào luôn. Buổi sáng chạy cái này 150. Đó là không? Để xa xa ăn được. Đáng lẽ cái dầu này nó làm thêm hai cái quai hai bên là thì ngon nhỉ. Nó phải có cái gấp. Gấp. Dạ alo anh. Vâng em ơi, nay đầu tuần em lại đi công tác. Vâng, nhưng mà anh phải lấy hóa đơn nhá, đợt này bên em phải không bán không có hóa đơn đâu. Đúng rồi. Em cũng không biết nữa, nhưng mà bắt buộc về. Và thì anh nhắn tin cái địa chỉ với số điện thoại người nhận nhé, với thông nhé. Và thì để em có cái đơn em đang ghép thì em luôn tiền em chuyển luôn cho anh. Vâng. Yeah, nice.